Hai nha, chào mọi người nha, chào mừng quay trở lại channel mình. Mình từ từ đồng hồ đây cho mọi người. Chúng em cũng rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Em đừng quên like và share để cho nhiều đăng kênh và đăng ký ngay bên góc trái mình này này. Anh em bấm kênh và bật chuông thông báo lên những cả video mới nhất trong những sắp tới từ mình. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trước khi bắt đầu video này thì chúc em một buổi trưa vẻ nhân công miệng và xem video mình cách vẻ thoải mái nhất. Và xin lỗi mọi người vì vấn đề chưa like có thể mình sẽ không lên like được. Đó, thì như hôm qua buổi live mình cũng đã nói rồi, nên mong rằng anh em sẽ thông cảm bỏ qua cho. Và gia đình em đã có phụ kiện chiến chưa? Nếu chưa ghé xuống link shop nhá. Link shop có làm ở phần mô tả, anh em mới qua link shop ủng hộ mình nhờ nào. Bên shop vẫn còn mấy hạt rẻ đó, anh em ưng ý má nào thì cứ IB Facebook cho mình hoặc là nhắn tin mình trên shop, link là mình có để phần mô tả nha. Ngoài ra thì mình có thu mua bán ạc, anh em nào qua cần mua bán cứ liên hệ Facebook mình, ạc đầy đủ thông tin là ok luôn, anh em giao dịch đó, và có một team bet cơ bản. Ok, trở lại video hôm nay thì chúng ta lại rời lưng cao nha, qua server 731 anh em. Đến với con ạc Sata này, ok đây con ạc chính là con nào mà đã cầm hộp pa kéo mình ở buổi live hôm qua. Đúng rồi, anh hôm qua anh ấy còn nhắn tin cho mình kêu là anh đưa ạc cho review rồi mà cứ quên, hôm qua mình ở trên live mình có nhớ lỗi anh em nhớ không? Hộp pa và kéo cho nhiều anh em bảo con gì đây. Thì đây là con hộp pa của anh ấy chứ là ai đâu, đó. Ok, đấy sau một thời gian anh em thấy không, 731 cách mình một server, đấy anh em nhớ top 1, top 2 top 3 này, nhưng mà tầm như này mà bên server như này là mình đưa không giờ không có top rồi anh em này. Anh vẫn có này. Anh hai cũng mới 1 triệu mấy cũng bằng mình. Em vẫn đôi lỗi. Ok thì hôm nay trở lại ở bên ạc của anh ấy thì chắc chắn là mọi người biết đèn gì rồi. Đấy, 400 kim cương giờ còn 205k kim cương nhá. Thì hôm nay thì đợt sự kiện đang rút X10 khá là êm và ngon, lại còn hoàn trả kim cương nữa thì anh bảo mình là rút thêm nốt con Pika về cho anh ấy để lấy bộ sưu tập là chính thôi. Chơi không tính sao, ok giờ mình cũng không làm không để mất nhiều thời gian, mình sẽ bắt đầu đi dấu được X10 thôi anh em. Ok, chúng ta cùng đi X10 Pika là người 25k nữa là ra bé một bé thần và mong rằng là sẽ ra một con Pokemon ngon và trên đường rút ra nó thì mong rằng sẽ ra một con em gần nữa. Quay lem này anh em này, quay lem cái mồm cười bộ răng ám ảnh xin chó điện. Nhìn mặt rất là ngây thơ vô số tội, con này đánh cũng khá là ghê đấy, hôm nào mình sẽ làm video test thử cho anh em xem. Đừng đùa với con xin đấy. Ok, lần số 2. Lần số 2 chúng ta được gì đây? Nói chung mà đa số rút thì sau mình đã nói một câu rồi. Buleri. Thì để mà ra được len gần ở về sau này thì rất khó anh em, đa số toàn chạm mốc thôi. Gile, con này chơi ok này, con này kể cả anh em dùng ở hạng dạng này anh em nên chuyển hóa lên mega chơi cũng rất là ok nhá. Đấy, anh em là thích chơi team đất thì nó đấy, ok. Tiếp tục nào. Cotole, còn bông bay, nhìn rất là dễ thương. Con này mình chưa test thử là bữa mình phải làm video test thử mấy cái con bet mới kiểu đấy mới được. Cơ bản là mình chưa test anh em hiểu không? Đó. Bữa nay vẫn được một vé cao cấp này, X10 hôm nay có vẻ nữa. Ít bet nhưng mà được mạnh anh em. Đó, lần này được 20 mấy mảnh thường lận nếu tách. Wow, Hecarot mình tưởng Hechan đấy chứ. Giật cả mình lên con Hecarot. Rồi, Miditate. Chúng xí bỉm sứa. Đấy. Nhìn thấy vắt mũi chưa sạch rồi anh em. Đây, vắt mũi chưa sạch nhưng mà vẫn cứ ra trận đều sợ gì. Và bữa nay X10 vẫn được một cái vé cao cấp nhá, khá là ngon. Tiếp tục là Super. Super. Con này chơi êm luôn này, con này đi với PR mát êm luôn, khỏe lắm anh em. Con này chơi được về lâu về dài luôn đấy, anh em nào thích thì có thể nuôi nhá. Lại cho điện tiếp. Đây anh em nhìn này, 10 mảnh này, 12 mảnh này, 22 mảnh này. Wow. 32 cộng 15, 37 mảnh anh em này, rút ra được 30 mảnh đã, 37 mảnh đã, rút tách ra quá ngon luôn. Chù, này là nhiều mảnh gớm nhỉ. Tuyệt vời. Lại được 2 bé cao cấp tiếp, lại đến con bét độc này nữa. Bạch tuộc bét độc này, con này chơi êm rồi. Rồi, dòng đất. Con bộ cạp này, trông thế chứ mọi người khỏe lắm nha, con bộ cạp này khỏe lắm, kill nó rất là khỏe.
Đa số một số bet ấy, skin thì rất là ok anh em hiểu không, nhưng mà cái điểm chỉ số cá thể của nó thì hơi bị yếu so với đồng bọn, thành ra nếu mà để anh em chơi á thì sẽ bị thọt hơn đó. Lý do vì sao nhiều bet mình test xong rồi mình mới bảo là chỉ để anh em test vui chứ không chơi được. Nhiều bạn lại hỏi mình là vậy anh test làm cái gì, ok mình test để mọi người trải nghiệm, vì poker đại chiến thì chúng ta chơi vui là chính, anh em nhìn rất là poker vẫn là ngộ nghĩnh và dễ thương, thì thoảng anh em cũng lên đi test thử như vậy cho nó cảm thấy nó vui hơn, chứ còn đâu nếu để nuôi thì hơi khó nhá. Chúng ta còn 4 lần rút nữa, ok. Mong rằng sau 4 lần này sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra. Và liệu có xảy ra được chuyện bất ngờ gì không? Lại thằn lằn đất. Rồi, lại còn ếch này. Còn 3 lần nữa. Giờ thì còn 2 nha mọi người nha. Midicham. Bó xí. Pancham. Lần số 9. Ấp ra gì đây. Lại sờ level. Mấy con họ dòng họ nhà này hay ra lắm. Xin điện tiếp, ok. Thì lần này chắc là dần ra len gần phải không? My god, không ra được len gần rồi anh em. Đánh vỡ free phá. Ây, mình quên rồi. Thôi ok, không sao, mình sẽ rút x10 thưởng một phát anh em. Nỡ tay. Mimun. Ok, lần này chỉ với 120 kim cương thì anh em sẽ được một con bet thần. Chả lẽ lại không rút, giống như hôm bữa mình bảo anh ấy là x10 ra Raikou mà hôm nay bet có x8 thôi. Anh ấy bảo mình là sẽ không ném định x8 lần. Ok, đạt tới mốc thì phải dốc cho nó ra anh em. Đó, rút nãy giờ đốt hết bao nhiêu kim cương rồi, giờ có 120 kim cương mà lại tiếc một lần x1 nữa thì thôi. Nói làm cái gì anh em, ra nào. Đấy, khó bẻ tay đi làm trống anh em, đúng như kiểu chôn nhau á. Đang hóng hết người lên làm phát tụt cả cảm xúc rồi mà sao huấn luyện lên nữa anh ấy, sao không huấn luyện lên bet, hay là tính nuôi ba team, nuôi ba team tốn tài nguyên lắm nha. Nói thật á, nuôi ba team tốn tài nguyên lắm, căn mà nuôi thôi. Ok giờ thì đi vào lấy lốt con đang gần cuối cùng anh em, để xem nào nó ra con gì nào. Con gì đây, con gì ra là ra con mấy gì ra đây, ấp ra con gì, pike, chúng ta nên nói gì giờ nhỉ anh em nhỉ, mình không biết là lên giờ lên nói gì để cho nó hợp với cái hoàn cảnh lúc này nữa. Anh em thấy cái hoàn cảnh này mình nên nói gì, hãy comment dưới video để mình biết nhá. Nó khá là đau thương hay là đau buồn nữa, không biết là lên cười hay là lên mếu đấy anh em. Ôi mẹ ơi, như kiểu đúng như kiểu đồng nghĩa với việc người ta gọi là chôn nhau đấy anh em, như kiểu đùa ở nhau á. Ok, thôi thì hôm nay chúng ta cũng là kim cương anh em, với cả một món đồ đeo cộng 4. Thôi thì hôm nay up 10 chúng ta lấy kim cương anh em. Đó, mới được 200 mảnh thường nữa khi tách, khá là ngon. Tách được 200 mảnh thường, khá là tuyệt vời. Và chúng ta có một cái điều bất ngờ đó là được bet về bộ sưu tập trước dự kiến anh em. Đấy, tiêu phí, quà tiêu phí hôm nay. Tiêu phí ra thì ở đầu trong quà trong ấy thì chỉ có 10 ngày thôi anh em. Ok. Và mình sẽ kiểm tra xem là anh ấy có chưa, hay là chưa mà tự nhiên bảo mình đi rút con này, mình cũng chưa kiểm tra. Lại vào đây thấy hai con nữa sắp mặt. Ok, chưa có. Ok, bài ca đây rồi. Đấy, trong nguồn rút có lượng bài ca tính trách ấy cũng được, ok. Có đột phá skill à? Ấy chà, con dây mướn đấy về rồi này, nuôi này, xem nào, đột phá ra nội tại chưa? Mình đã kiếm ít nội tại cho mình thử đi test nhân phẩm mình một tí nào. Đấy là nhân phẩm đen quá đây, đâu rồi? Em phần đổi, thu hắn còn nhiều ấy nhỉ? Mình xin mấy cái đĩa skill nhá, nói trước luôn. Mình xin 3, 4 cái, 5 cái đi. Đây còn hai cái này đổi luôn đi. Rồi. Dây đây. Đột phá skin cho dây nào. Săn nội tại thôi. Chỉ nhắm nội tại không nhắm gì khác. Anh em đột phá cho dây á là anh em đừng có để ý đến skill nào hết, kể cả lộ ra skill vàng hay cam thì anh em cũng đừng có khóa lại làm gì, bởi vì một khi mà anh em quyết định khóa lại bất kỳ một cái skill nào nó sẽ rất là tốn đĩa anh em hiểu không? Mọi người chỉ nhắm vào cái nội tại này, đột phá được ra nội tại thì hắn rồi hắn tính tiếp, còn không thì cứ bình tĩnh thôi. Để xem team anh ấy bơi nuôi team gì nào. 13 mét tram rồi anh em, đùa đâu.
Rồi tìm như này hả? Chơi cái này thấy hơi thốn nha. Anh nên sắp lại cái team hộp pa đi, hộp pa nên nuôi team này nó hơi thốn á, hộp pa không có bet để đi à. Cho nào hệ siêu coi. Hệ siêu không có nào đi về được với hộp pa. Đây là Victili anh này. Đi Victili vào nhá. Cho Victili vào nó hợp lý hơn. Rồi cho Red Room vào nữa. Đó, có thể cho Red Room vào. Còn đâu chưa kiếm được con Mithy kia thì từ từ đã. Không có thì lên đây gọi mạnh cũng được này. Siêu. Bộ ba ao hồ đâu? Đây. 1k6 bình thường như máy là gọi được nó rồi. Dùng bình thường á, gọi luôn 1k6 bình thường thôi. Đó, quá đơn giản mà. Gọi về đến team thôi, ok. Nói chung thì cái video giải trí nhảm nhí trưa nay của mình cũng xin đành kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Chúc anh em một buổi sáng, buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt.